xin thông báo để tạo điều kiện cho cộng đồng đam mê cây cảnh bonsai dừa Việt Nam gặp gỡ, giao lưu, trao đổi chăm sóc cây dừa bonsai, đồng thời thúc đẩy bộ môn dừa bonsai ngày càng phát triển lớn mạnh, lan rộng ra trong cả nước. Ban tổ chức câu lạc bộ dừa bonsai Việt Nam xin thông báo đến tất cả các thành viên trong câu lạc bộ bonsai dừa Việt Nam và quý bà con đam mê bộ môn cây cảnh dừa bonsai gần xa trong cả nước đến tham dự buổi trưng bày giao lưu họp mặt dừa bonsai Việt Nam lần thứ 4 tại lễ hội trái cây ẩm thực sông nước miệt vườn miền Tây, địa điểm Cồn Mỹ Phước, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng, vào ngày 21 đến ngày 22 tháng 6 năm 2023 nhằm ngày mùng 4 đến ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch năm 2023. Đến tham dự lễ hội, quý bà con mình có dịp tham quan và chiêm ngưỡng những tác phẩm dừa bonsai độc lạ, đa dạng nhiều thể loại bắt mắt. Đặc biệt, quý bà con sẽ được giao lưu trực tiếp với những nghệ nhân dày dặn kinh nghiệm về dừa bonsai lâu năm trong cả nước. Đến đây, quý bà con mình ngoài được chiêm ngưỡng những tác phẩm dừa bonsai độc lạ, còn được tận mắt xem thị phạm trực tiếp những kỹ thuật trồng dừa bonsai. Quý bà con còn được hòa mình vào thiên đường ẩm thực, thưởng thức những món ăn ngon và những loại trái cây tươi mới lạ được trồng và nhân giống rộng rãi ở miền Tây hiện nay. Đặc biệt hơn, ở cuối buổi trưng bày, quý bà con đăng ký tham gia và anh em trong câu lạc bộ sẽ trải lòng cùng nhau qua chương trình giao lưu văn nghệ Nào Ta Cùng Hát. Hứa hẹn sẽ có những tiết mục đầy thú vị và hài hước. Để đăng ký tham gia và tài trợ, quý bà con vui lòng liên hệ qua số 0835339766 gặp anh Trần Sự, 0838825527 gặp anh Nhân, 0919006311 gặp anh Quân. Ban tổ chức câu lạc bộ dừa bonsai Việt Nam xin trân trọng kính mời và kính mời.